Cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Đây Đó Nha Trang. Tối hôm nay, chiều tối hôm nay trên quảng trường 24 Nha Trang, không biết có lễ hội gì mà rất là nhộn nhịp. Trên bãi biển Nha Trang, chiều trời mù, chuẩn bị tối. Trên quảng trường 24 Nha Trang, lễ hội gì rất là đông luôn. Cô chú anh chị và các bạn theo chân Đây Đó Nha Trang dạo lên quảng trường Tháp Cầm Hương Nha Trang. Trước mặt cô chú chị và cái đường Trần Phú Nha Trang, bên phải là bãi biển Nha Trang. Tại quảng trường 24 Nha Trang, tối hôm nay có chương trình ca nhạc đại hội bia. Các bạn hãy cùng nhanh chóng